27 Giang về tới đây là Giang lập tức Giang sắp xếp vào ngày hôm nay có thể gặp mọi người luôn. Tại vì Giang muốn rất là muốn chiên mọi người rất nhiều. Nếu không có tất cả mọi người thì không có chị Vương Miện ở đây ngày hôm nay. Và Giang muốn mọi người dành một tràng vỗ tay thật lớn cho chính tất cả mọi người đây được không ạ? Đến ngày hôm nay họ vẫn không hiểu tại sao họ lại chọn. Và cuối cùng cái cô này, cô lại trở thành hoa hậu mà không phải là tất cả các hoa hậu của các nước khác. Chính vì thế mà họ đã hỗ trợ cho Hương Giang về việc là trao cho Giang bản quyền của cuộc thi đó để làm sao để Việt Nam mình sẽ tổ chức được một cuộc thi về hoa hậu chuyển giới chính thức và người hoa hậu đó sẽ đại diện cho Việt Nam của chúng ta tham gia vào Miss International Queen năm 2019. Thì đây là cái thông tin rất là quan trọng mà Giang muốn chia sẻ với mọi người hôm nay.